không? Nhưng mà đẹp dữ trời. Cắt đi khỏi giặt bạn. Bỏ luôn đi. Khỏi giặt. Tại sao xe vẫn cắt chứ nha. Cắt đi. Biết rồi chứ. Cắt luôn. Cắt luôn chứ còn gì nữa đấy. Cái này đâu bị sâu đâu. Chuột cạp. Chuột cạp. Chày, cái đó bị chày chày. Ở mùa năm mấy tuổi rồi mùa cắt mít từ năm hai mấy tuổi tới đây dư được có mấy cây đòn gánh mít đó. Cái này không? Ở cái đó đẹp lắm. Này vừa cắt mít vừa coi mai luôn các bạn. Mai này cũng được, đẹp. Chung mấy cái mai này, mấy cái nhánh này sâu đẹp nè, đẹp quá đẹp. Cút vào hơn. Cái cây đó rồi. Cây vừa nước hả? Ở giữa á. Ngoài à. Cây này cây hai cái đã già chưa. Cắt xuống đi. Nước đó đủ mẹ vừa nước dai không á. Cái trái vậy. Ờ. Sửa tướng lại không thấy gì mà thôi tướng cắt một múi thôi cho đẹp. Đây dính luôn nè. Dạ luôn nè. Không, Hảo thấy anh Khanh cắt mít không? Anh Khanh cắt mít là khỏi cần bằng sàng là thấy không? Cắt là sát cuốn luôn thấy không? Đúng bên kia luôn à, đúng rồi. Mẹ tính liền, mới dừng lại đó. Nè bạn. Bạn phát biết rồi. Này mình thảy xuống ngân hòa một đợt cái chừng nào cắt xong cái hai rồi hai bên lấy che đẩy vô không ạ. Bên đây nó mít cắt bên này hộp nhỏ nè. Đó, bên này là hộp bự nè. Đúng. Chính xác, cắt đi. Rồi. Không, rồi, còn thấy không? Quất luôn. Quất luôn. Cái này ba nó già hết rồi còn gì nữa không quất. Nước này tính về tưới thì đẹp này tưới gì nữa. Thôi luôn. Không, cứ tưới luôn. Đồ. Ba trái già được không trời? Mà đẹp rồi. Quá đẹp quay. Ba trái nè. Một cây này ba trái luôn nè. Ba trái đều màu luôn. Dựng lên ba trái. Đừng quay cái này nha. Dựng lên ba trái một cây. Cắt lên. Mít tơ mà ba trái nè các bạn. Hết hồn. Quá đẹp. Này mấy đằng sau này xài ba số 17 rồi. Cũng đẹp. Lên màu đẹp quá. Trái bự đồng đều nữa. Ồ, sao mít da gì mà. Cũng chiều luôn quay. Tới thời thì chơi. Sớm giờ dính trái này mới đau rồi chơi. Không nhịn ra kỹ ra coi, ra có bể miếng nào đâu mà cắt. Ở ra này sao cắt. Đó nha. Dạ con. Cắt thì cực, vô căng. Ngon lành luôn á. Cái này còn yếu lắm. Nè, cái này mới già thiệt nè. Thì không biết mắc cái này. Tậy đó. Sớm rồi mới bị cái đó chứ gì. Nè, phải không á. Vậy nó mới gọi là già nãy nhô lên vậy thấy gì vậy làm gì đâu. Mít lên mà thấy cái màu gì mà nó yếu. Đâu. Mày không yếu rồi thì nó yếu hoài không mày. Hoài chết à. Chắc sớm giờ làm hết ba trái bầu rồi cũng ngon rồi. Chiều nay có cái bầu, kho, 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 kho. Chiều nay có cái bầu rô.
Ở trước cắt mai sau giục đùng đùng các bạn. Liễn biên chân vẫn sống rồi. Thì còn nước lắm mà mày. Nghe nó cần thôi nước chứ lắm á. Thôi đó. Ngập chưa có nước hả? Mưa ngập á. Quá đẹp nha bạn. Này đúng cái bích tơ mà trái cái nào cái đấy đủ rồi luôn mà cái này lên màu đẹp màu vô rồi đỏ đi hết rồi chụp ơi rồi chú chế đem vô làm lỡ nữa vô má một hồ đẩy vô nha thánh thần của kìa. Một u nữa. Cái đó được rồi cắt ở thành phố bán 35.000 ký. Thành phố có giá. Nó già luôn đó nghe các. Cái nó già luôn. Coi qua cho mở bao mới được con ơi. Già rồi, 5-6 tuổi rồi. Chị em trai. Xéo đi. Thấy chưa nè. Nè tao chỉ cho nè, thấy không? Đó. Bữa cái đầu túm này tao biết chỉ lắm mà. Có đầu túm là chạy chỉ hả? Ừ. Không có nè. Đúng. Rồi cái này ở trên chạy chỉ mà dưới không chạy chỉ các bạn. Lờ mờ xuống dưới chạy chỉ. Xuống dưới vợ mày cắt chạy chỉ thì con da xanh đẹp đồng hoàng luôn nè. Quá đẹp không bạn? Da xanh luôn nè. Nè. Rồi. Quay. Nó một cây mít ba trái mà nó già luôn các bạn. Trái đó đó, trái đó nữa. Mình dạt xéo hơi thì nữa vô coi ấy. Tôi làm dấu ông ơi. Dạ không chi lỗi không chạy chỉ mấy con ta sao? Chạy chỉ mà. Đâu có. Không chỉ mà dạt xuống cho nó hết. Dạt xuống cho nó hết. Làm dấu cái đó đi. Cây mít ba trái. Này hôm nay bị nước nè chứ không bị nước đợt không bị nước mà hôm nay thì đợt nước cái này là lên lại nha các bạn. Cái này cái thuốc của hãng cứu lại thôi đừng có chơi rồi. Chết chỉ có 8 cây thôi. Cắt cây, bò lớn ngẩn đi ngoài. Ông Quy Giới mình xin kết thúc ra các bạn ơi. Giờ mình ra với mấy anh em ra gom mến cho các bạn ơi. Có nhiều rồi. Để cho mấy ổng đi cắt vườn bên kia đó. Hầm qua hầm bên kia cắt. Xin chào tất cả các bạn ạ. Lẹ bỏ ra nha, lấy ba ơi. Ừ, vô lấy cây thằng ơi. Này đem ra hết trơn nè các bạn. Hết biết rồi. Sao bà lõng. Kinh khủng. Quá dữ. Cử cho kiến mới cắt lần thứ hai mà cháy quá đẹp các bạn. Hết không? Đầy xe luôn đó. Chơi đâu? Mà không hết nữa rồi. Làm hết chạy xe riêng. Đút đít đây cái đóng đút đít vô đi. Hết không? Mày dép này có căng. Mày vô đi.